Tủ sách Tín Thác, những lá thư không gửi. Tình yêu thánh công, một chiều trên cây thập giá, lưỡi đồng thế gian làm máu cùng nước tuôn tràn. Con tim nát tan vì quá yêu thương trần gian, gánh bao tội tình Chúa đành. Tủ sách Tín Thác, những lá thư không gửi. Thưa anh chị em và các bạn, tủ sách Tín Thác đã bắt đầu từ thứ Hai, 25 tháng 12. Cuốn sách đầu tiên mà chúng tôi gửi đến anh chị em là những lá thư không gửi. 25 tháng 12 là thư gửi Chúa Hài Đồng. 26 tháng 12 thư gửi Thiên Thần. 27 tháng 12 thư gửi Bé Thơ. Mùng 1 tháng 1 thư gửi chính mình, mùng 2 tháng 1 thư gửi bạn trẻ, mùng 3 tháng 1 thư gửi Đức Giáo Hoàng Francisco, mùng 8 tháng 1 thư gửi Đức Maria Mẹ Thương Xót, mùng 9 tháng 1 thư gửi Thánh Gioan Phaolô II, và hôm nay thứ Tư mùng 10 tháng 1 năm 2024 thư gửi các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Thư gửi các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Kính thưa các Thánh Tử Đạo Việt Nam, con thường nghe các bài giảng, các bài nói chuyện tự phát của Đức Thánh Cha Francisco. Con rất tâm đắc với những ý tưởng thẳng thắn, thành thật đó. Trong bài giảng ngày 2 tháng 5 2014 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Francisco thú nhận: "Tôi đã khóc khi biết tin các Kitô hữu bị đóng đinh tại một quốc gia không phải Kitô giáo. Ngày nay vẫn còn nhiều người bị giết và bị bắt bớ vì danh Chúa. Và chúng ta vẫn còn thấy nhiều người như các tông đồ, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu." Suy niệm việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều và việc các môn đệ của Chúa Kitô bị đánh đập bởi Thượng Hội đồng Do Thái, Đức Thánh Cha Francisco đã đề xuất ba hình ảnh biểu tượng. Hình ảnh đầu tiên là lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Đức Giêsu chú ý đến những vấn đề thiết thực của dân chúng, không quan tâm đến việc có bao nhiêu người theo Ngài, và cũng không bao giờ nghĩ đến việc thực hiện một cuộc điều tra dân số để xem giáo hội đã phát triển hay chưa. Ngài hiền lành, khiêm nhường, nói năng, giảng dạy, yêu thương, đồng hành với con người với sức mạnh của tình yêu. Hình ảnh thứ hai là sự ghen tị của các nhà chức trách tôn giáo thời bấy giờ. Họ không thể chịu đựng được thực tế là rất đông dân chúng đang đi theo Đức Giêsu. Họ không thể chịu đựng được và họ ghen tị. Đây là một thái độ rất xấu, ghen tị và đố kỵ. Cha đẻ của đố kỵ là ma quỷ. Qua sự đố kỵ, sự giữ đã bước vào thế gian. Dân chúng biết họ, dân chúng sẽ không theo họ, nhưng dân chúng chịu đựng vì họ có quyền lực, có thẩm quyền tôn giáo, có thẩm quyền trên người dân. Những người này không thể chịu đựng được sự hiền lành của Chúa Giêsu. Họ không thể chịu đựng được tình yêu và họ trả giá đắt cho sự ghen tị, sự căm thù. Với thủ đoạn chính trị và thủ đoạn tôn giáo, họ tiếp tục thống trị dân chúng. Họ cho điệu các tông đồ ra để đánh đập và ra lệnh cho các tông đồ không được nói về danh Chúa Giêsu. Sau đó họ phóng thích các tông đồ. Thật bất công, nhưng họ đã làm điều đó. Họ là những người kiểm soát lương tâm, như là cảnh sát của tư tưởng, và cảm thấy họ có quyền làm như thế. Những người kiểm soát lương tâm. Thậm chí ngày nay thế giới có rất nhiều người như thế.
Hình ảnh thứ ba là niềm vui nhân chứng. Niềm vui của các vị tử đạo Kitô giáo. Niềm vui của rất nhiều người dù bị bách hại, thù hằn, ghét bỏ, đánh đập, lòng vẫn hân hoan, bởi vì họ được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Giêsu. Và hôm nay vẫn còn rất nhiều người như thế. Chỉ cần nghĩ đến một số quốc gia, anh chị em có thể vào tù vì chỉ mang theo một quyển tin mừng, hoặc là anh chị em sẽ bị phạt chỉ vì đeo cây thánh giá. Ba biểu tượng, chúng ta hãy nhìn vào chúng, đó là một phần của lịch sử cứu độ của chúng ta. Vâng, con đã nhìn vào ba biểu tượng này khi cùng với Hội Thánh Việt Nam mừng kính các thánh tử đạo của quê hương mình. Con vui mừng tạ ơn lòng thương xót của Chúa biết bao nhiêu. Quả thật, vì thương xót dân tộc nhỏ bé của chúng con đây, mà Chúa đã cho sự vinh quang của nước trời bừng lên từ những làng mạc nghèo khổ, những lũy tre xanh, những thôn xóm hiu quạnh rải rác khắp dải đất Việt Nam thân yêu. Con thấy rõ bàn tay Chúa đã làm những việc lớn lao trên các thánh, là 117 con người vô danh bé mọn, đại diện cho tất cả những con người bé mọn khác. Suốt đời các thánh chưa hề mơ tưởng đến hai chữ anh hùng, thế mà lại được trở thành vô cùng quyền năng dũng mãnh, làm sừng sốt các vua quan suốt hai thời Trịnh Nguyễn. Và hôm nay các thánh đã được nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô. Cả triều thần thiên quốc vang lên lời ca ngợi sự lạ lùng của lòng Chúa thương xót. Đấng không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được người tiếp nhận. Và thế giới trần gian cũng nhận ra trong hân hoan của Thánh Thần rằng những con người Việt Nam từ trước tới nay xa lạ với họ, hôm nay lại là những vị thánh đáng yêu, đáng mến của mình. Các thánh kính mến, có phải cuộc sống của con người cứ chịu đựng đau khổ, cứ hy sinh thời giờ, sức lực, tiền của cho lý tưởng của mình, đến độ phải tù đầy, mạng vong, thì những cái ấy sẽ làm cho người ta trở nên thánh tử đạo chăng? Có lẽ vì hiểu như thế cho nên nhiều phần tử Hồi giáo quá khích đó ôm bom hoặc lái xe chở đầy chất nổ, lao vào cơ quan, lao vào đám đông, rồi kích hoạt chất nổ làm chết bao nhiêu người. Và họ tin rằng như vậy là tử đạo, như vậy là được thưởng cho lên thiên đàng. Thật sự, cho dù những cái đó xuất phát từ lòng dũng cảm hay chí khí anh hùng của người ta chăng nữa, thì tất cả chỉ là phù vân. Như Kinh Thánh nói, phù vân, quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Giảng viên chương 1 câu 2. Con thấy những vui buồn, sướng khổ, lao nhọc, tu đầy và sự chết của con người hữu hạn. Muốn trở thành vô hạn trong vĩnh cửu thì phải ở trong chương trình cứu độ. Nghĩa là phải dính dự vào cuộc khổ nạn phục sinh của Đức Kitô, phải phát xuất từ đó, từ sự thúc đẩy của Thánh Thần, chứ không phải từ cái gọi là chí khí anh hùng của con người. Con xin mọi người muốn nhìn và đánh giá các thánh tử đạo cho đích thật, thì đừng nhìn vào công lao, khổ nhục, gông cùm, tù đầy và sự chết thê thảm của các thánh. Đừng. Vì nếu chỉ nhìn vào những cái ấy mà thôi thì nó chẳng nói lên được điều gì hết. Những người chết vì lý tưởng thế gian cũng từng chịu đau khổ như thế, thậm chí còn hơn thế nữa mà. Chả lẽ họ cũng được phong là thánh tử đạo à? Như thế thì giữa anh hùng dân tộc và thánh tử đạo có gì khác nhau? Muốn đánh giá các thánh tử đạo cho đúng
thì trước hết phải nhìn vào Đức Giêsu, hạt lúa đầu tiên của nhân loại, đã vì tuân phục ý Cha mà chết đi. Và từ sự chết đó mới nảy mầm sự sống phục sinh cho thế gian, để những ai tin vào Người thì dù thử thách truân chuyên, đau khổ hay sự chết cũng không quật ngã được, vì họ đã trở nên một danh phận với Con Thiên Chúa. Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. 2 Timôthê chương 2 câu 11 đến câu 12. Thưa các thánh, con thấy trong thời buổi cấm đạo ở nước Việt Nam từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 19, có rất nhiều giáo dân đã bỏ đạo, nhiều kẻ đã sẵn sàng bước qua thập giá để mưu cầu sự sống tạm bợ của mình. Thời nay có khi còn tệ hơn nữa. Chưa ai cấm đạo mà nhiều người đã chối đạo rồi. Các thánh cứ nhìn vào những ngày sau năm 75 sẽ thấy thiếu gì người Kitô hữu siêu vạo, nghiêng ngả, chưa đánh đã khai, hoặc không dám khai vào bản siêu lý lịch tôn giáo thật của mình, mặc dù chưa có ai đe dọa cấm cách gì hết. Việc đó chỉ là bình thường thôi. Một cái bình bằng sành bằng đất va chạm vào một cái vật gì cứng hơn nó thì phải bể tan tành là lẽ đương nhiên rồi. Thân phận con người yếu đuối mỏng giòn như là chiên giữa bầy sói, làm sao mà có thể đứng vững được nếu không có ơn Chúa phù trì. Con phải nhận rằng sức lực của con người trước những khổ hình đòn vọt chỉ có thể đầu hàng và thối lui. Đó là lẽ thường tình. Nhưng một con người sức lực yếu đuối, run sợ trước khổ hình, mà lại hiên ngang xưng danh Đức Giêsu trước vua quan quyền thế, rồi cuối cùng chấp nhận mất mạng sống mình chứ không chịu mất Đức Giêsu Kitô, đó mới là sự bất bình thường. Đó mới là sự bất bình thường, vì một quyền năng của ai đó đã ở trong con người đó. Quyền năng ấy là quyền năng của Đức Kitô. Thánh Phaolô đã nhận mình là yếu đuối như cái bình sành lọ đất, nhưng lại sắc tín mạnh mẽ. Chúng tôi toàn thắng nhờ Đức Giêsu đấng yêu mến chúng tôi. Roma chương 8 câu 37. Trong niềm hân hoan mừng kính các thánh, con xin đặt cõi lòng tan nát của con vào đại dương lòng thương xót của Đức Giêsu. Xin cho con, dù bên ngoài được bao trùm bằng nhiều nghi thức tưng bừng nhộn nhịp, cờ quạt chống phách linh đình, nhưng bên trong con không bị rơi vào cái huyền thoại tử đạo, nghĩa là kéo những gì thuộc giới Thiên Chúa trở thành giới phàm trần, rồi vì phấn khởi quá mà tự phong cho các vị tử đạo thuộc quê hương mình bao nhiêu tước hiệu của trần thế, chí khí anh hùng, máu chảy đầu rơi cũng không xá gì. Như thể là tất cả công nghiệp tử đạo là do công sức riêng của các thánh, hoặc do đất nước này đã sản xuất được những người con anh dũng như vậy. Trước mặt Thiên Chúa, một ông thánh tử đạo và một ông thánh ẩn tu, ai anh hùng hơn ai? Ai anh hùng hơn ai? Một thánh tử đạo và một thánh ẩn tu. Cả hai làm thánh đều do sức mạnh của Thánh Thần, chứ không phải bằng sức của con người. Cả hai phải để Thánh Thần hướng dẫn trong từng bước đi, từng nhịp thở, chứ không phải theo dòng máu anh hùng, hào khí ngất trời đưa đẩy. Trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội Nghị Giám mục Thế Giới ngoại lệ lần thứ 3, kéo dài 2 tuần lễ, được cử hành lúc 10 giờ sáng ở đền thờ Thánh Phêrô, do chính Đức Thánh Cha Francisco chủ tế và giảng lễ, cùng với các hồng y, thượng phụ, tổng giám mục, linh mục và thành phần của hội nghị. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh, lòng tham lam tiền bạc và quyền lực vẫn luôn hiện diện trong con người chúng ta.
mộng ước của Thiên Chúa bao giờ cũng đụng độ với những gì là giả hình nơi một số thành phần tôi tớ của Ngài. Chúng ta có thể gây trở ngại rắc rối cho mộng ước của Thiên Chúa nếu chúng ta không để cho mình được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, bởi Thánh Linh. Thần Linh là đấng ban cho chúng ta một sự khôn ngoan vượt lên trên kiến thức và giúp chúng ta có thể hăng say làm việc một cách thực sự tự do và khiêm tốn sáng tạo. Khi nhìn vào Đức Giêsu, thì con thấy rõ chân tướng các vị tù đạo. Trước hãi hùng của thập giá, Đức Giêsu cũng run rẩy sợ hãi. Người nói với các môn đệ: tâm hồn thầy buồn đến chết được. Buồn đến chết được. Con đã buồn đến chết được chứ? Chứ. Matthew chương 26 câu 38. Tất cả những ai thấy mình bất lực yếu đuối rồi hoàn toàn cậy nhờ vào Thiên Chúa, kẻ ấy sẽ được Thiên Chúa làm cho thành vị đại thánh. Trong suốt bốn tin mừng, không chỗ nào nói Đức Giêsu hiên ngang anh dũng bước lên thập giá. Đức Giêsu run rẩy sấp mặt xuống trước Cha mà cầu nguyện, Matthew chương 26 câu 39. Đức Giêsu hoàn toàn cậy nhờ vào Cha, bám chặt lấy ý Cha và vâng phục ý Cha cho đến chết, nên đã được phục sinh vinh quang và được siêu tôn làm Chúa muôn loài. Và từ thập giá Đức Giêsu, nhân loại mới được hưởng tràn đầy ơn cứu chuộc. Tự đạo nghĩa đích thực là người làm chứng, hay là chứng nhân như thường gọi. Đức Giêsu Kitô là vị tự đạo đầu tiên, người đã chết để làm chứng cho Cha của người. Đức Giêsu chết trong thinh lặng, không thanh minh, không biện luận, không tranh cãi, như con chiên ngậm câm để người ta dẫn đến lò sát. Nếu con muốn thành một chứng nhân đích thực thì cũng phải là chứng nhân trong Đức Kitô. Do đó con nhận thấy rằng tự đạo không phải là một anh hùng hiệp sĩ cứu khốn phò nguy giữa thế gian rồi luôn hô hào khẩu hiệu vì anh em với anh em, nhưng phải là người đặt đời mình vào trong thánh ý Chúa để thần khí Đức Kitô hoạt động điều khiển đời mình cho đến chết. Các thánh đã cho con thấy muốn là chứng nhân đích thực thì phải xác tín được như thánh Phaolô: mọi thời và khắp nơi chúng tôi mang trong thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được tỏ hiện nơi chúng tôi. 2 Cô-rinh-tô chương 4 câu 10. Các thánh yêu quý của con hiểu nghĩa tự đạo là như vậy, không biết có đúng không? Ngày xưa các thánh chỉ sống một niềm tin như thế, ngày nay xin cho con biết noi gương các thánh, để trước mọi biến cố đau thương trong cuộc đời, con chỉ chăm chú nhìn vào Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót, để biết thinh lặng, nhẫn nhục trước mọi chống đối, từ bên trong ra cũng như từ bên ngoài vào, không biện luận, không tranh cãi, mà cũng không hoảng hốt lo âu. Con chỉ im lặng với lòng yêu mến thiết tha và tín thác vào quyền năng Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Xin cho tất cả những kẻ ghen ghét, bỏ vạ cáo gian, hành hạ làm khổ con đủ cách, và ngay cả có thể giết chết con đi chăng nữa, xin cho họ được ơn quay về với lòng Chúa thương xót và ra đi làm chứng cho lòng thương xót ấy. Con biết mình được mời gọi làm chứng nhân cho Đức Kitô ở ngoài phố chợ cũng như trong gia đình, khi sản xuất cũng như chỗ buôn bán, trong xí nghiệp cũng như ở trong trường lớp, trong thánh đường cũng như ở nơi giải trí. Tất cả mọi nơi, mọi lúc, con mang trong thân mình cuộc khổ nạn của Đức Kitô, để lòng thương xót của Chúa luôn tỏ hiện bằng cuộc sống khiêm nhường, hiền từ, vui vẻ, hăng say phục vụ và đầy lòng thương xót của con.
để cho những người đang ghét đạo Chúa hoặc không biết Chúa nhìn vào chứng nhân của Chúa sẽ yêu mến và đón nhận Chúa vào trong cuộc đời của mình. Con có làm được điều đó chưa? Hay là con chỉ nói mà không làm? Tệ hơn nữa, nếu con nói một đàng, làm một nẻo, thì con sẽ thành người phản chứng, chứ không phải là người làm chứng cho tin mừng. Xin cho cuộc sống của con đừng làm cớ cho người ta ghét đạo và xa rời Đức Giêsu hơn nữa. Đừng để người ta mỉa mai nói rằng là tin đạo chứ không tin người có đạo. Hoặc là họ chỉ giữ đạo thôi chứ có sống đạo đâu. Các thánh kính mến, xin cho con được kết lá thư này bằng lời khai mạc của Đức Hồng Y Tổng Thư ký Lorenzo Badigeri trong Thượng Hội nghị Giám mục Thế giới tháng 10 năm 2014 về đề tài các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh truyền bá phúc âm hoại. Trong bài giảng đầu tiên của Đức Thánh Cha ở Nguyện đường Sistine, khi đề cập đến tinh thần của giáo triều mình, Đức Thánh Cha đã nói đến ba chữ: bước đi, xây dựng và tuyên xưng. Bước đi, xây dựng và tuyên xưng. Mà đầu tiên là bước đi, việc cùng nhau bước đi thực sự là Synod, một giáo hội, một cộng đồng tín hữu trong Chúa Kitô đang tiến bước về nhà Cha. Một giáo hội truyền giáo trên các nẻo đường thế giới để loan báo và tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, như là một cơ cấu tổ chức và bằng các đặc sủng cùng với các thừa tác vụ khác nhau trong hiệp thông thể hiện con đường sự sống và chứng từ phúc âm. Xin các thánh giúp con mạnh dạn bước đi, xây dựng và tuyên xưng niềm tin của mình để trở nên chứng nhân của Đức Kitô trong lòng thương xót của Thiên Chúa nơi mọi người. Amen. Tình yêu thánh tâm tràn đầy yêu thương lửa mến cho người thế gian tìm đến thờ kinh tôn vinh. Vinh danh thánh tâm là Chúa ngôi hai tình yêu, đến muôn muôn đời Chúa hằng yêu thương. Tình yêu thánh tâm luôn yêu con yêu rất âm thầm, luôn yêu con chan chứa vô ngần. Tình yêu thánh tâm luôn yêu con năm tháng diêu êm, luôn yêu con không bờ không bến. Thánh tâm Chúa nhân hiền xoa dịu bao.